Rồi, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là cây kiểng của tôi cũng như kênh bonsai mini TNCT. Thì trên màn hình cô chú hiện tại mình đang thấy đây là ở vườn con ha, và đầu clip thì cô chú mình cũng thấy vườn con đóng hàng rồi. Những cái cây linh sam hạt gạo thì vườn con vô những cái sọt màu đen như đầu clip gì đó, nó rất là nặng cho nên cái phí ship nó hơi cao tí xíu là 49.000 á. Thì cô chú mình nói chung là đơn hàng nào cũng vậy, cỡ 49.000 tiền ship. Và hiện tại vườn con đang thanh lý và giao lưu một số cây linh sam, nói chung là giá rất là mềm, thì cô chú mình xem tham khảo nha. Thì ở đây hiện tại trên màn hình cô chú mình đang thấy đây là những cây linh sam hạt gạo mà nó ra hoa rất là đẹp, và vườn con hiện tại đang thanh lý là ở trên màn hình cô chú hiện tại đang thấy là cái loại to, gốc của nó cỡ chừng ngón tay trỏ, ngón tay cái. Thì những cây này vườn con đã trồng gần 2 năm rồi, cho nên vườn con giao lưu với giá là 70.000, 70 là giá thanh lý đó nha. Đó, giá thanh lý cho cô chú mình vì cắt tỉa đồ nuôi thêm. Đó, tại vì vườn con còn số lượng nhiều quá, ở ngoài vườn trở về mời trở về 500 cây phôi rồi làm mấy cây phôi nữa, không làm không kịp. Đó, cho nên không có chỗ để trồng á. Mấy cây hạt gạo như con vừa quay là 70.000 một cây, vườn con thanh lý ha. Còn những cây hạt gạo mà gốc bự bự như thế này thì giá 120, 130, thì cô chú mình có nhu cầu mua thì cứ liên hệ vườn con ha. Đó, mấy cây gốc bự bự như thế này nè, bự bự tông cao đồ, giá 120, 130 thôi, linh sam hạt gạo nha cô chú anh chị. Giá quá mềm luôn. Hồi nãy là gốc cỡ chừng ngón tay trỏ, ngón tay cái rồi ha, gốc này là cỡ ngón chân cái người lớn á, thì giá 120, 130 tùy theo cây. Còn ở đây là linh sam hạt gạo loại ghép tiểu cảnh là bonsai mini. Thì những cây này vườn con đã nhân giống và nuôi dưỡng nhiều cây bổ đế, nó rất là đẹp ha. Thì cắt tỉa phơm tàn đồ tròn tròn nhỏ nhỏ sẵn rồi, về cô chú mình ghép tiểu cảnh hoặc là làm bonsai để bàn rất là ok. Cái dạng này vườn con đang thanh lý với giá là 35.000 một cây. Đó, đang thanh lý với giá 35.000 cây, thì cô chú mình có nhu cầu thì liên hệ vườn con loại mini nha. Rồi, thì tiếp theo vườn con giới thiệu những cây linh sam 86. 86 này thì ban đầu vườn con trồng cái cây nó rất là to đây nè. Trồng cái cây nó bự như thế này ha. Đó, những cái cây nó bự vậy đó. Rồi vườn con mới cắt cục lại, xong rồi mới ép lại cái chậu nhỏ, rồi xong rồi nuôi dưỡng chi tàn cho nó ra lại, cho nên mới được cái cây như thế này. Đó, thì mục đích làm nhỏ như thế này á, cho cô chú mình ghép tiểu cảnh hoặc là làm bonsai mini rất là dễ dàng. Và giá những cây này hiện tại con đang bán là 29.000 một cây, linh sam 86. Đó, cô chú mình có nhu cầu mua ghép tiểu cảnh hoặc là làm bonsai mini thì liên hệ vườn con ha. 29.000. Rồi, ở đây là linh sam hoa trắng. Linh sam hoa trắng. Cây như thế này, cây thì cỡ chừng ngón tay út, chiều cao tầm khoảng chừng 50-60, và cây thì hoa trắng hoặc là trắng tím. Đó, những cây này vườn con hiện tại đang bán giá chỉ có là 35.000 một cây thôi. Nó 35.000 một cây linh sam hoa trắng ha. Còn ở đây là linh sam hồng phấn. Linh sam màu hồng phấn nha cô chú. Đây, bông của nó rất là đẹp nha. Màu hồng phấn thì bông rất là đẹp. Thì cái loại này vườn con cũng chiết nhánh thuần chậu vô chậu nhỏ là chậu C5 á, cho cô chú mình làm bonsai mini hoặc là mình uống mình là ghép tiêu cảnh gì cũng dễ. Thì dạng này vườn con đang giao lưu với giá là 30.000. Đó, linh sam hồng phấn nha. 30.000 một cây. Rồi, thì còn trên màn hình cô chú mình đang thấy đây là cây linh sam tím than. Thì linh sam tím than thì cây nó cũng tương tự như cây hồng phấn nha cô chú. Về cái thân dáng á, chiều cao đồ nó cũng giống cái cây hồng phấn. Nhưng mà có một cái thì loại tím than này giá rất là mắc, mắc gần gấp đôi luôn, giá 65.000 một cây. Đó, linh sam tím than 65.000 một cây ha. Lý do nó mắc là vì chiếc nhánh nó khó thôi chứ không có vấn đề gì hết nha cô chú. Đó. Linh sam tím than 65.000 một cây. Rồi, còn đây là những cây linh sam siêu hoa dáng quái. Thì siêu hoa này vườn con đã trồng nuôi dưỡng quấn quái thì cũng gần 3 năm. Rồi vườn con mới cắt vô chậu lại rồi nuôi dưỡng cây như thế này. Và hiện tại vườn con đang giao lưu với giá là 80.000 một cây.
thì cô chú mình có nhu cầu mua thì liên hệ vườn con ha, số điện thoại còn để trên tiêu đề. 80.000 một cây siêu hoa quấn quái như thế này. Cây phôi hoành khoảng chừng 10 đến 15 nha cô chú. Còn cái dáng thì quấn nhiều dáng lắm. Nói chung là quái đó. Rồi tiếp theo thì vườn con giới thiệu mấy cây sam lúa trái ha. Sam lúa trái này thì cô chú mình xem thấy nó to có chừng ngón tay tay cái như thế này á, là cái gì người ta trồng gần 3 năm rồi đó, nó mới to được như thế này ha. Lý do là vì cái hàng sam trái này trồng rất là lâu lớn, thêm cái là vườn con quấn quái nữa. Và những cây sam trái này vườn con đang giao lưu với giá là 90, thì cô chú mình có nhu cầu mua thì liên hệ vườn con ha. Đó, sam núi trái 90.000 một cây. Rồi ngoài sam núi trái ra thì vườn con có cằn thăng nha cô chú anh chị. Đây cằn thăng thì vườn con đã quấn cũ đế quái hết rồi, thì mục đích là cho cô chú mình về làm bonsai mini hoặc là ghép tiêu cảnh đó. Và những cây cằn thăng này hiện tại vườn con đang thanh lý với giá là 40.000 một cây, thì cô chú mình có nhu cầu mua thì cứ liên hệ vườn con ha. Thì cô chú mình nhìn vô trong một cái thùng giấy vườn con để nè, đâu có cây nào mà rễ nó xấu đâu, cây nào rễ nó cũng quái cả. Nó giá chỉ có 40.000 một cây cằn thăng thôi ha. Rồi ở đây thì con đang có hồng ngọc mai nha cô chú anh chị, và hồng ngọc mai hiện tại đang cho hoa nè, đó đang cho hoa rất là nhiều luôn. Và những cây rễ nổi nơm như thế này vườn con hiện tại đang giao lưu với giá là 55.000 một cây nha. Đó còn những cây mà rễ nổi ít như thế này vườn con đang thanh lý với giá là 35.000 cây, 35.000 cây như thế này, còn cây bên đây là 55.000. Thì cô chú mình có nhu cầu mua hồng ngọc mai thì liên hệ vườn con ha. Đó còn những cây mà nhiều rễ mà nó lùng lùng như thế này thì giá cũng 55 nha cô chú. Với lại cái thằng hồng ngọc mai này nè, trồng của nó rất là lâu lớn, cái thân cỡ chừng ngón tay út như thế này á, là trồng gần 2,5 năm rồi đó, nó mới to được như thế này. Tại vì cái loại hồng ngọc mai này cũng gần gần giống như sam trái là nó lâu lớn cái thân. Ngoài những cây vườn con mới vừa giới thiệu ra thì con còn linh sam siêu hoa loại sắp đế vườn con hiện tại đang giao lưu với giá là 25.000 một cây. Loại sắp đế này thì hầu như đa số cây nào rễ nó cũng đều đều cả, nói chung là cũng đủ 24 giờ hoặc là dư 24 giờ. Ví dụ như cây này rễ nhiều 2-3 lớp luôn là dư 24 giờ rồi nha, thì về cô chú mình cắt tỉa đồ lại thêm nó. Còn cây thì chiều cao tầm khoảng chừng 35-40 cm. Thì những cây linh sam siêu hoa này vườn con đang giao lưu với giá là 25.000 một cây, thì cô chú mình có nhu cầu thì liên hệ vườn con ha. Còn ở đây vườn con hiện tại đang giao lưu sam hương nha cô chú anh chị. Sam hương mà loại cây giống như thế này vườn con đang bán với giá là 5.000 một cây, 5.000 một cây sam hương loại cây giống ha. Còn sam hương mà loại cắt tỉa làm cây mini siêu mini đó, như trên màn hình cô chú mình đang thấy và cái tay con đang cầm nè, nó giá hiện tại con đang giao lưu là 9.000. Loại này là loại cắt tỉa 2-3 nước. Đó, thì về cô chú mình cắt tỉa đồ thêm thì sau này nó thành một cái cây cổ thụ siêu mini, mình ép vô chậu nhỏ xíu luôn đó mình chơi á. Nè cắt cho nó ra một chùm ở trên đây thôi chứ không phải để cao gì nha. Chắc thì cô chú mình có chơi sam hương thì cũng thấy rồi, người ta cắt làm cái form siêu mini rất là đẹp, thì con cũng đang cắt như vậy. Còn cái loại mà sam hương mà quấn quái như thế này thì vườn con đang giao lưu với giá là 6.000 cây, thì cô chú mình có muốn mua về nuôi tiếp thì cô chú mình alo con ha. Đó. Rồi cảm ơn cô chú mình đã xem kênh và ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều, thì con cũng xin kết thúc và tạm dừng video tại đây. Cô chú mình có nhu cầu muốn mua mỗi loại một cây vẫn được nha, vườn con vẫn đóng hàng gửi. Rồi thôi con xin mến chào.